Đi cắm đầu cắm cổ à? Đây là cái đây à, đâu cái này nó gọi là Earth Temple à? Đền thờ đất à? Có một số bản nó gọi là cái Temple of Fire cái gì à? Mình đang ngồi mình chỉnh thì à, mình tự nhớ đây. Đây sẽ là cái đền thờ chính của cái vùng này. Không không no 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 no. Đây là đúng đúng là cái phần này là có cái motion control là nó có cái tự động nó calibrate này này. Nó cũng sử dụng đúng như kiểu cái xe cái có cái sensor bar thật. Này cũng rất là, dùng rất là sướng. Em phải chạy nhanh qua đây. What's up, bitch? Có cái đường bên này này. Một số. Út. Nó rơi ra mấy cái này luôn. Ồ, lại có con này đây. Bọn này bộ kiểu bọn ở khắp nơi à? Hả? Đây là cái thằng này nó vào đây rồi này, cô ban này. À, cái thằng bạn của tôi nó bị biến mất rồi à? Cái bọn là đỏ nó khắp nơi à? Yo, là cậu nữa sao à? À, đi vào tận đây để kiếm bạn của mình sao? À, bây giờ tôi mới nhớ là có một cái cô gái tóc vàng đã bị kéo vào trong à? Và đừng có mơ là tài cứu được cô bé. The bad đi everywhere. Cái bọn kẻ xấu ở khắp nơi à? À, nếu mà cậu có thể mở kể là muốn sống thọ, sống một ngày khác thì quay về nhà đi pow. Nên là cái bọn chuột này nhìn rất là ghét này. Đào phát. Ủa mình trái tim còn quá. Đúng thứ mình đang cần. Nên là về sau là mình đi mình quay về nhà để mình lấy cái ấy. Mua thêm ít trái tim nữa để mình quay lại đây cho chuẩn. Bây giờ là có một đống bình nhưng mà hình như là hết mẹ rồi. Này toàn empty bottle vậy. Cắt chặt rồi. À bên phía này nữa. Quá. Nên chúng ta phải chặt được mấy cái chỗ. Chúng ta lấy cái con này chặt. Con này mà nâng cấp thì được cái ngon quá, nó bay nhanh hơn. Nó bay chậm như con ruồi. Tinh 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 tinh. Lại có hàng luôn này. Ủa mẹ. Detect new enemy. Tôi phát hiện kẻ địch mới đấy. Very significant physical ability. Okay. Nó sẽ chia sẻ cái thông tin cho mình về cái đối thủ mới. Khỏe nhỉ? Nên là chúng ta phải chém cái hướng mà nó không đỡ. Nhưng mọi khi chẳng có gì lắm. Phải bắn kinh đấy. Nên là có mấy cái hạt này. Chục chục bắn mấy con này được không nhỉ? Nhưng bắn được. Chết luôn à? À choáng này. Con này là nó chỉ bắn choáng ấy. Còn là bắn chết luôn là nó vẫn phải có cái cung ấy. Mình đi đâu nhỉ? À đâu, hình như là mình sẽ lấy mấy cái bom thôi. Thì nó kích hoạt cái bom ở đây nó nổ. À đây này. Cái này là cái mà chính là chúng ta sẽ sử dụng cái motion control này.
À, mình nhảy lên cái quả bóng này và chúng ta điều khiển. Đâu nhỉ? À đúng không? Cái này không phải sử dụng cái motion control nhưng mà chúng ta chỉ đẩy bằng cái... Thế hình như là cái này dễ hơn phần kia ra. Làm... Nè, chúng ta lại lăn cái quả bóng lên xung quanh. Chơi rất là nhanh ở chỗ này. Hình như là mình sẽ qua đây. À đúng rồi, đúng rồi. Chỗ này là chúng ta phải ném cái quả lên đấy. Hình như nhảy lên trên này. Hoặc là chúng ta chỉ ném cái quả này lên đây nhỉ? Đấy, như này được. Nổ lâu thế? Không nổ á? À? Rơi mẹ ở đâu rồi? Rơi mẹ ở dưới rồi. Nên nó sẽ quay lại chỗ kia. À đâu? Đây là có một cái dương ạ. À? Ngoan. Đây có bảo bối gì không? Hy vọng là có bảo bối gì. Ôi, có cái golden skull này. Được, không xa lắm. Nó nói cho mình cái bảo bối, cái cung hay cái móc gì thôi. Thì mình đi cái này đi qua bên phía bên kia này. Ôi chết rồi. Đạp nhanh quá, nó trơn. Ôi thích bỏ mẹ ra. Xô. Lại có con này à? À đây có cái con led này. Thôi, ok, chắc là mình phải rơi nó đâu rồi. Ô, đúng lúc lắm á. Đó là tôi là led. You show up here mean. Cậu xuất hiện đây chứng tỏ là cậu có kết nối gì đúng không? Như kiểu số phận vậy. Dù sai chăng nữa, liệu cậu có thể đi lấy cái bom bét cho tôi không? Đây này, là cái bom bét này. Nó đứng ở sau cái đá đấy ấy. Là có vẻ như lúc này tôi đã quá sợ hãi và tôi bị rơi nó. Đây là cái bét có thể chứa được những cái quả bom này. Do me a favor and get me bomb. Ok. Nên nó sẽ bảo là hãy đi lấy cái bomb back cho nó. Nên là cái bọn này chuột chuỗi mà, nên là cái việc leo trèo của nó không giỏi bằng mình. Nên là từ trong này nó có mấy cái bọn này. Cho nó chạy. Chết rồi. Thế giết bọn này như ngoé. Hình như là mình phải ném cái này ra đây. Tôi nói đơn giản. Nổ cái này. Easy peasy. Trên này nó có cái mẹo gì không? Có mấy cái này. Ủa, mẹ viên đỏ. À, bên kia là nó có mấy cái để chúng ta đào. Nhưng mình không trèo được. Không hiểu sao bên qua bên này được nhỉ? Một cái gì đấy mới qua được. Ôi, bây giờ mình mắc 500 rồi này, vãi. Bây giờ hình như là... Chết rồi, bây giờ phải đấu nhau bọn này rồi. Rồi nó khóa cửa luôn mới sợ. Bây giờ nó mắc 500 rồi này. Bây giờ nó mẹ nó mô tô có mắt mình trong này rồi. Khóa cửa luôn. Đây là cái đoạn mà chúng ta đấu với bọn này. Đủ hai con luôn vậy. Đùa. Phun lửa. Chưa. Ơ, mình có cái đuôi à? Đây là đuôi thằn lằn à? Lý dắt theo à? Ui, nó đấm ấy. Ui,
quên mất mình quên mất mình là không đỡ rồi mà. Thấy chưa ạ? Tí toi. Nên là mình quên mất là mình phải giật cái khiên bên tay trái để mới lên khiên. Chứ cái trò này nó không tự động đỡ, à, cái kiểu là lock in mà nó không dơ khiên thôi. Đây là cái bảo bối thôi. À đây cái bomb bag này. Hãy xem Led có thể cho mình mượn không ạ? À, bằng cái bomb bag là chúng ta chứa được bom này. Hỏi thì nó có mượn không? Không cho mượn là đấm cho phát. Hey, cậu đã tìm được cái bomb bag rồi. À, xin lỗi vì phải là đẩy cậu qua nhiều cái khó khăn như thế. Tôi đoán là tôi nợ cậu một chút. So let me have it. Nên là hãy cho mang lại cho tôi đi. What it now? Thế bây giờ là cái gì vậy? Cậu muốn mượn nó thì cậu đi vào sâu trong núi lửa sao? Không phải rồi à? Cậu đang tìm người bạn của cậu đúng không à? You sure have put yourself out there, get it first. Cậu chắc chắn phải cố gắng lắm mới đi đến xa đến mức độ như này. That remind me how my power. No idea. Là bạn của tôi thì sao à? Bạn cậu là đang lo cho cậu đấy, và tôi không biết hoặc là đã biến mất rồi. Bạn là bạn đã đang lo. Cậu ta đang lo lắng cho tôi sao? What kind of power am I putting through that? Là một người bạn như nào lại để bạn mình lo lắng như thế? Cậu chắc cũng phải lo lắng lắm á. Nếu mà không biết là bạn mình chết hay sống đấy. Tôi sẽ không để cậu mượn cái túi của đâu à? Không. Tôi sẽ cho cậu luôn. So that nên là giving it to you này. Nên hãy đừng có cầm bom nổ và vỡ mắt của mình đấy. Nên là cho mình mượn. Nên là đâu cho mình luôn à? Hay là cho mình mượn. Nên là thằng này rất là tốt à. Anh chuột. Nên là chờ để mà lấy cái bom bag là chúng ta sẽ quên mất này. Ok. Nên là nó cho mình luôn 5 quả. Okay. Nên là cái bom hiện tại nó sẽ chứa được 10 bom. Ok. Nên là trên dưới là chúng ta có thể lấy bom cho tôi bỏ túi ấy. Theo nhỉ. Stow pound này. Ôi cái chết rồi bỏ mẹ. Ngu quá. Giờ hình như bỏ túi là bấm ở đây thôi. Đấy, bỏ túi đấy. Để thu nhặt bom. À, mình không biết là lên đây kiểu gì nhỉ. Bỏ là 10 quả đấy. Nhìn rất là tiện. Máu ít quá, phải đi về nhà ngủ mới được. Đi tiếp rồi có khi toi mất. À đâu, cái chỗ này đi đường này chứ. Đào. Ui, đỏ này. Tôi chết rồi, mình mắc rồi. Phí, ăn phí. Thôi để mình ra ngoài đi vậy. Mình đi về nhà, mình mua thêm cái túi ấy. Rồi chúng ta sẽ quay đây để chúng ta đi tiếp. Nói chung là rất là nhanh thôi. Mình lên cái chỗ thằng Beedle này. Lại phí bao nhiêu tiền. Go outside này. Yes. Nên là nếu mà có Amiibo thì từ cái chỗ này là bay được về trên trời luôn này. Nhưng mà chúng ta không có thì chúng ta phải chịu. Hơi buồn một tí. Ok, bay về hiện tại.
kiếp còn tí máu sợ quá. Thế ra cái chỗ thằng Beedle này mua rồi. À, mình không biết là có gửi tiền được không nhỉ? Hình như là không gửi tiền vào trong cái shop như thế nào. À, chúng ta phải đi ngủ. À, chúng ta mua một cái gì đấy. Này xem còn nâng cấp được không nhỉ? Nâng cấp thì nâng cấp luôn. Wow. Đây là nâng cấp cái bắt vợt. Bắt to hơn. Này sao? Này không đủ. À đâu? Mình không có cái khiên gỗ mà. Welcome to item check. Đợi một chút. Cậu không là... cậu không đến đây à? Để gặp tôi đúng không? Phải, đó là sự thật. What? Thực ra? Oh, phải rồi à? You think I'm going fall for that old lie à? Cậu nghĩ là tôi dễ bị dụ như vậy sao? Nhưng mà nếu mà đấy là sự thật à? Thì cũng rất là vui à? Oh, tôi tí nữa quên à? Tôi có công việc của mình chứ? Do you have something for me to hold on? Yes, please. Hãy xem nào. Nên là đây đúng là chỉ gửi đồ thôi, cũng không người đâu. Từ, quên mất mình lấy cái khiên ra chứ. Item check, yes, please. Lấy cái này ra này. Finish. Anh chỉnh cho cái đồ này. Upgrade gear này. Nhưng mà mình nghĩ là mình chưa có đủ ra. Nên vẫn có cái monster claw này. Mẹ biết. Damn it. Nên là nếu mà chúng ta đây có thể bán mua thêm cái bomb bag này. Bây giờ nó lại có mình cái 150 rupee à? cái này là cái gì mình xem lại. Túi bom nhỏ này. Có thể mang thêm 5 quả bom nữa. Bắt tên này ảo nhỉ? Đây là cái gì? Small seed sack. Thêm 10 cái hạt giống nữa. Tên này hài thật đấy. Nhưng mà cái mình muốn là mình sẽ mua cái này này. Oh, 5 potion này. Chúng ta sẽ 20 rupee. Yes, please. Mình sẽ múc một phát. Mình sẽ có cái... want to potion power up. Nên là muốn lên... búp cái potion lên này. Đi gặp chồng của tôi đi này. Mình xem nào. Thế nên là sẽ được bao nhiêu trái tim này. Ok, mình sẽ không cần này nữa, mình sẽ đi, mình đi ngủ. Và chúng ta sẽ đi ra cái chỗ Beedle Shop ấy, để mình mua thêm cái túi hút thôi. Nên là cái tiền trong chỗ này nó không gửi được. Có cái cho thì gửi tiền nữa. Gửi vào ngân hàng ấy. Nhưng cũng tính lãi các kiểu được. Cho Bell the White gì ấy, mình không nhớ. Để nghỉ đến tối đấy. Nó nghỉ đến sáng. Nằm rất là thoải mái. Đây là nhà của ai nhỉ? Này nó không ghi. Ô à đâu, đây là nhà của hai anh em ra. Ở ngoài này nó còn có cây trái tim này. Rồi mình xem ra cái chỗ Beedle này. Hôm nay anh sẽ shopping ở shop của chú. Chờ 480 tiền này. Đây là chăm chỉ nhặt tiền mà cuối cùng được mắc tiền luôn 500. Đấy là mình còn lấy từ cái con quỷ đấy. Oh, extra wallet 800 này. Nên nó sẽ mất 100 kìa. You will like and hold additional 300 rupee. Nên nó sẽ cộng cho mình cộng 300. Thank you.
Thank you. Mấy còn cái gì tiêu đâu nhỉ? Mấy sao? The Bug Medal à? Chừng nào cậu có mang cái này, cậu sẽ nhìn được cái bọn bọ trên bản đồ. Nó sẽ là 1.000 rupee, ổ vãi. Oh. Hay là mua cái này nhỉ? Mua cái pound này. Cũng không thực sự cần thiết à. Nên là mình không biết là bây giờ mình có nên giữ tiền không hay là mình cứ cầm một đống nhé. Xem. Nó không biết là cái đoạn mở kia đâu ra nhỉ? Cái collection này. Đây. Nó sẽ có cái này này. Và cộng một số cái gì đây. Pound này. Nên nếu mà chúng ta mở là nó sẽ mở thêm cái slot trắng ấy. Bên cạnh đó là mấy cái nó có sẵn cho mình này. Okay. Mình đang nghĩ là mình không biết là mua cái pound này không. Để dành tiền mua cái trái tim. Oh, 800. Oh. Nên là vì mình mua đồ nên nó sẽ không đuổi mình ra. Mình có thể đứng ở trên này ra. Kiểu ngắm cảnh. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại chỗ kia luôn. Nên là nếu mà không nhầm là chúng ta sẽ được chứa được 800 tiền này, tương đối nhiều. Thế là ở cái bản Breath of the Wild hình như là nó không có cái đoạn túi này, cầm bét nhè. Coming bitch. Có Amiibo cái đoạn tiện quá nhỉ. Nó bay đúng cái chỗ ấy luôn. Temple Entrance. Yes. Superhero Landing. Nó lại bắt đầu cái cửa ra không ạ? Mà đi thêm một đoạn đấy. Nên là mình sẽ đi lại cái chỗ kia để mình lấy tiền. Này mình nhảy ta. Nhảy. Lại gặp con này, nên là cái bọn này nó lại sống lại. Ôi chết rồi. Dạ. Tuổi. Bây giờ mình phải nhớ là mình phải giữ cái khiên lên đấy. Khi mà mình đối đầu với nó toàn quên. Ô, cái này nó lại reset lại à? Không ấy nhỉ? Là đi đào khoáng tiếp. Thế mình chạy ra bên kia mình đào khoáng. Thế là có mấy cái rupee đỏ. Ném được ta. Chết chào đấy. Hút. Nè, cái con này nó vẫn đứng ở đây. Hay nhỉ. Có số. Con này lại xuất hiện. Lại xuất hiện. Chết luôn. Tuổi tí. Chỗ này là có mấy cái ruby đỏ này. Ố? À lúc nãy nó xuất hiện ruby đỏ rồi. Đây là bao nhiêu? 25 rồi sao? Đây nó có cái con tiên này. Nên đúng ra mình có cái bắp, kiểu cái bottle mình không ấy được. Scoop à? Từ. Đúng rồi, scoop được rồi này. Nên là cái con này nó sẽ chứa 6 trái tim này.
Nên là nó sẽ hồi sinh mình như ở cái bản kia khi mà mình hết 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 trái tim ấy. Trong tất cả các bản này nó đều hồi sinh. Nên là tương đối là tiện. Chú cứ ở đây chơi nhé, anh có bao việc. Xem này. Chỗ này là nó có hai cửa chính đấy. Nhớ vậy. Tinh tinh tinh. Phút. Đây là như thế nào nhỉ? À. Chỗ này là bình thường là nó sẽ không mở cho mình. Nên mình phải lấy cái cua... Lấy cái ấy này. Ôi, mẹ con này. Ném lên trên cái này, này. Đấy. Nó nổ đấy. Đấy, đi được. Lại có cái con này. Mẹ lắm thế. Quên mất mình không ấy kiêng lên. Thì mình sắp hỏng. Chỗ này đều đúng kiểu là Mortal Kombat ấy. Quả này lắm vãi. Cái này đây nhiều khoáng thật đấy. À, kiếm nhiều tiền rồi chúng ta phải đi về chúng ta mua bớt. Money. Nhơn. Mẹ. Ôi con này. Chết. Ở cái chỗ này. Ủa, sao nó không tự nhảy nhỉ? À, đoạn này phải chạy nhanh. Chết. Chết rồi. Ôi mẹ. Có hàng này này. Ta sẽ cẩn thận này. Thế là mình phải nhớ là mình bật cái khiên lên mình. Chứ nó không tự động như phần kia. Chết chưa? Đây là có cái xương sọ. Hay nó sẽ có cái bảo bối thì sao? Em có bảo bối gì không? Có sao? Bản đồ à? Dungeon map. Ok. Nghe là đằng kia vẫn còn dương. Trong ở đây lại có cái thằng nào nó chịu khó nó đi vẽ cái map sợ. Kiểu là tận tụy phết. Nên là cái chỗ đây là mình có thể mình quay lại để mình ấy. Nên là đúng ra là mình nên mua cái pao nhỉ. Nên là nó ở cái ngoài này nó có một cái này. Một cái chỗ này là có một cái này. Nên là cái đoạn này chúng ta phải đi cái quả bóng tiếp vào đây này.
Mình nhớ là ở cái bản cũ là nó sử dụng cái motion control để nó điều khiển quả bóng ấy. Hoặc là mình nhớ nhầm. Con dây tà. Cho mày chết luôn. Cái kiểu gì nhỉ? Đâm đao. Đây sẽ là cái gì? Feather. Bluebird feather. Lông chim xanh à? Chẳng biết cái này nâng cấp cái gì. À, đặc biệt là chúng ta phải bấm cái nút này, này. Cho nó mở cho mình cái ấy. Hình như là bây giờ là mình quay lại được rồi. Đó. Mình phải giữ đây rồi. Mình không biết là nhận cái nút này để làm gì. À này, nâng lên lên này. Nhưng mà chúng ta phải giữ một cái nút ở bên kia nữa. Thì giữ xong 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 rồi thì lấy được. Lấy được cái bi này qua bên kia. À mà đợi đã để mình qua kia okay, mình để mình quay lại đây xem mình có cái dương gì ở ngoài này. Đó là cái chỗ này này. Dương ở trên kia. Mà đi kiểu gì trên này nhỉ? Làm sao mà lên đây chứ? Trên này mới là vấn đề đó. Cái lỗ nó đào này. Ngay từ đầu không để. Chắc lại có cái rupee đỏ 20. Cái đường này nó dẫn đi đâu nhỉ? À, cái đường này là có mấy cái chỗ đào này. Thế là nãy mình đào rồi. À, chắc là mình đào rồi. Thế bây giờ đào lại nó sẽ cho mình cái rupee xanh này. Cho thưởng công cho ông đào. Mà là cái con này. Cút. Nên là nói về cái phần dungeon thì cái trò này dễ hơn mấy cái trò khác rất là nhiều luôn. Mấy cái trò mà Twilight Princess thì nó khó hơn trò này nhiều. Trò trên này nó tương đối là dễ về phần dungeon. Hoặc là cái Ocarina of Time cũng lằng nhằng các kiểu. Nhưng mà nó dễ nhưng mà nó vui hơn ấy. Nó nhiều như là nó đa dạng hơn. Còn cái mình còn mấy cái trò khác như kiểu nó lặp lại nó nhiều ấy. Mình cũng xin là thằng này trên. Bây giờ cái vấn đề là mình không làm nào để mình qua được bên kia thôi. Hay làm nào để qua được bên kia thôi. Chỗ này là mình phải bấm cái nút này nữa này. Nhưng mà không biết là làm nào để bấm nút nhỉ. Qua bên này kiểu gì? Nhưng mà như thế nào nhỉ? Mình quên mất. Đúng là mình phải lăn cái quả bóng qua bên này. Nhưng mà mình đi lòng vòng xem. Nếu mà chúng ta lăn cái quả bóng qua bên này thì chỗ này nó hết. Đúng là cái chỗ này là nó có một cái rãnh này. Mình lăn qua cái rãnh này là nó qua được bên này không? Rõ là có phải lăn cái rãnh lại lăn lại cái chỗ kia tiếp. Nên là cũng có thể là không phải. Nên là lăn nhanh hơn. Jump down. Không hay nhỉ.
Làm sao mà qua được bên này? À, hay là mình phải ném cái bom ra. Ném bom thử đấy. Nhưng không được rồi. Chắc là cái chỗ này nó phải có cái gì nó phá đấy. À, từ từ. Bây giờ mình phải lại nhảy lại cục này. Khả năng là mình sẽ phải ném cái bom qua bên đấy. Ơ, đây này. Nên là nó có chế độ đạp nhanh hơn. Nên là cái này hình như là lăn nhanh hơn. Vẫn thế nhé. Nên là hình như là chúng ta phải ném bom qua bên này. Nên là mình không qua được bên này đấy, nhưng mà mình phải ném bom qua bên này. Ôi, chết rồi. Nên là để xem bên kia tường nó có cái gì đấy. Ôi, nó lại bắt mình bên này à, mẹ chó đấy. Để mình ra xem bên đường tường bên này có cái gì. Nên là nó có cái con này. Thế nó chả có gì ạ. Sao con được qua bên này nhỉ? Có hiểu phết. À, ok. Ok. Nên là mình không để ý là nó có cái lỗ ở bên này này. Đây này. Nếu mà chúng ta không để ý là cái tường này nó có cái lỗ. Nhưng hình như cái bản HD này là nhìn nó khó nhìn hơn ra. Còn cái bản mà hồi xưa là nhìn nó cái lỗ nó dễ nhìn hơn. Chúng ta phải chạy ra, chúng ta ném bom này. Nên cái loại tương đối là dễ nhưng mà đúng là mình không để ý thôi. Bình thường thì nó cũng chả có gì. Chưa nổ à? Phát nữa. Phát là 2 phát. Nó có cái con rồng phun lửa. Chỗ này làm hoành tráng phết nhỉ. Chạy cho con này chết này. Thì dừng xuống đây. Chơi chứ. Chúng ta lấy thêm bom này. Bỏ túi này. Ui, lại có con này. Ủa. Mấy con này mà chui vào bom là mình toi đấy. Nổ. Hái bom. Mọc thì mà mọc nhanh thế. Đây rồi. Nên là mua thêm một cái mà nâng cấp 10 nữa thì cũng được, nhưng mà kiểu như không thực sự quá cần thiết lắm ấy. Nên có nhiều cái khác để mình mua. Nên là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta thừa tiền quá nhiều thì chúng ta phải mua. Nên bây giờ này là hơn 500 rồi này. Mình đi đâu nhỉ? Ơ, đoạn này nó bắt bảo mình đi đâu nhỉ? Nạp cái này thôi. Thì mình xem có cái con bọ. Con loại này như nào nhỉ? Xem xung quanh này có cái gì không? À đúng rồi, mình phải đi vòng này mà đúng. Lại ra làm phiền. Thế cái chỗ này nó phải có cái chỗ ấy. Chỗ này nó phải có cái chỗ phá đấy mình
để tìm cái chỗ khe nứt của nó. Để mình xem. Chắc nó có cái khe nứt ở đâu mình không để ý. Đâu? Là chúng ta phải phá cái này ra. Cái bàn này nó làm mấy khe nứt nó khó nhìn ấy nhỉ? Ở đâu đấy? À, chúng ta phải thử ném cái bom vào đây. Chết rồi! Mẹ ra nó lại có lựa chọn đặt bom rồi. Này bóng chết tạo quỷ. Hình như mày ném ở chỗ này này. Không phải đâu. Ném đây thôi. Thế thế nhỉ? Nên là từ mình phải quay trở lại đằng kia này. Trên dưới là nó có cái lỗ ở ngay đây nữa này. Có mấy cái hõm ở đây này. Khó nhìn thế nhỉ? Đấy. Nó là ngay đằng sau này mà. Nó rất là nhiều rơi. Đây. Đây có cái con này. Cho mày chết luôn. Bơi trong nhầm thạch mới sợ. À ra đấy. Bơi như không nhỉ? Chết. Nghe nó sẽ đổ xuống đây này. Hoặc là mình trèo lên trên. Thế là mấy cái đoạn này ở cái chỗ này nó có mấy cái đoạn khó nhìn phết. Thế mình có thể trèo lên đây. Ố, lạ nhỉ. Mình phải làm gì để mở cửa này? Hay là mình đi vòng lại cái chỗ này thôi. À, hay là mình ném chỗ này cái cho nó vỡ. Vỡ cái mồm ra nhỉ? Hình như là không phải tới rồi. Đứng đây là không biết đi đâu đấy. Đợi. À ok. Ủa đâu rồi. Mình không để ý nó có cái cắt ra đây này. Nhìn nó không để ý thật đấy. Như là nó sẽ mở cái cửa cho mình. Ơ, chỉ thế thôi á. Nên là mình phải bắn cái lên nữa. Đi vòng một kia. Chạy đè. Đấy, nó phải qua bên này nó cắt một cái nữa. Nó mở cửa. Nên là không có cái con bọ chỗ này không đi được. Kiểu bọn kia đứng mình nhìn, chẳng vô vọng. Không thể nhanh, không thể ngăn chặn được anh Linh. Cút. Khỏe đấy nhỉ. Nên là
có mấy cái đấy mà nó gọi là dungeon map ở cái đoạn này nó rất là dễ thôi. Nó chỉ cho mình chính xác là cái đường nào mình có thể đi. Cái đoạn giữa này mình còn một cái dương thì mình không lấy này. Đó, hình như là mình phải quay lại đây. Chết cho nó phát. Chết. Chết rồi, nhanh. Ủa, cái đoạn này khó đấy. Nhưng mà đúng là mình nhớ là cái trò này hồi xưa dùng cái motion control để điều khiển. Thì là mấy cái đoạn này khó hơn này. Còn hình như là cái phần này nó chỉnh lại là chơi theo cái núm ấy là nên là rất là dễ luôn. Hẹo cái con ấy này. Nên là bây giờ nó mới qua được cái phía bên này, này. Con chó này nó phun lửa đằng sau khó chịu nhỉ. Mẹ nhà mày. Nãy mày phun ta đúng không? Con đĩ. Chính ra mất máu con đĩ đứng sau nó phun lửa. Ui nhiều trái tim thế. Mà biết là chỗ này mình ăn hành rồi. Red Rupee. Chỉ để vòng tất cả mọi thứ để đẩy được cái cục này vào đây. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó sẽ nâng cái cục này lên. Thế là xong. Ngoài chỗ này là mình ăn hết rồi. Để chúng ta đi chỉ vào đánh boss. Nếu mình không nhầm là chỗ này sẽ đánh boss. Hay là mình quay lại mình nhớ một tí nhé. Trong trường hợp là chúng ta toi. Dốc nữa. Chết rồi. Ôi. Ui ui. Hiểm thế. Này cái chỗ này là nó phải trốn ở đây nó né. Ôi chết rồi. Ui giời, ngã sấp mặt luôn. Nhanh. Đúng rồi, cái chỗ này nó có... Okay. Lại một đường khác. Ui, chỗ này không tránh được này. Họ không tránh mê. Từ từ là mình phải đứng ở trên này, mình ném cái cục đá xuống này. Ui ghê thế. Chui bên này rồi. Lấy bom này. Nên cái đoạn này chúng ta cần bom này. Để ta trốn được cái đá của nó ấy. Với việc chúng ta đây lấy trái tim này. Nhiều trái tim á. Nên là cái gì? Hình như trái tim này. Khí ấy.
À ok. Ồ, ngon đấy nhỉ. Đi vòng trên này luôn. Nào đó, cái chỗ này là mình sẽ ném cái bo này vào này. Đây này. Lại. Nổ đấy. Ok. Mẹ đấy, khó nhỉ. Đĩ bom này. Ok. Sao mà nổ được cái này rồi nhỉ? Nên là mình phải lăn nhỉ? Roll này, roll, không roll được. Nhảy như này. Như này nó đã ném xuống đường này. Ồ. Ném thẳng trực tiếp xuống thẳng. Nó vẫn bị lăn xuống dưới. Nên mình phải ném vào cái chỗ này. Đấy, nó lăn vào đây. À đúng rồi, nó đánh dấu cho mình luôn này. Nghe mà đánh dấu cho mình luôn cái chỗ đấy. Ôi chết rồi, rồi mẹ này. Ôi khôn quá. Nên là bây giờ là mình chạy lên trên này, mình nấp ở chỗ này. Ô toi rồi. Đá ra một sẵn thế. Ok. Lạc xẹt bãi đá. Kiệt sức. Đây có con rồng phun lửa. Đây là có cái chìa khóa nữa này. Đây mới là cái đoạn cuối đấy chúng ta cần vào. Em lại nhớ mà. Quan trọng là bây giờ mình phải lấy được cái chìa khóa. Đây là bên này. Con rồng nó phun lửa. À đúng rồi, phải có chìa khóa đây này. Nên là bây giờ vẫn chưa vào cái chỗ này đâu. Bót kỳ này. Dragon Structor. Dragon Sculptor. Chết rồi. Nhà cái bi. Chạy. Ôi. À đây đây này. Nó ngập vào cái mồm cái này luôn. Để cho nó cầm mõm luôn. Ở đây sẽ là cái chỗ nhớ cuối cùng để chúng ta trước khi chúng ta đầm vào đầm chùm này.